Bữa nay chúng ta có một người bạn đồng hành. Người bạn đó là ai thì lát nữa mình sẽ cho mọi người biết sau. Hiện tại là Forbes đang ở trong một cái khách sạn bị bỏ hoang. Sinh năm bao nhiêu anh? Khoảng năm 1980. Đây là một cái video cuối năm. Thành ra mình có sao mình nói vậy, không chuẩn bị trước. Cho em hỏi là anh Trung đúng không? Dạ. Anh Trung đã vào đây mấy lần rồi? Anh vô đây một lần rồi. Một lần rồi hả? Lần trước anh khám phá ở đây, nhưng mà anh đi có một mình nè. Cái chỗ này nó cũng hơi lớn, cái khách sạn lớn với lại bỏ hoang lâu năm quá nè, cho nên có nhiều cái vấn đề giống như là không có an toàn cho anh lắm, cho nên anh chỉ khám phá cái phần ở dưới thôi. Cái này là đại sảnh không anh? Sự hồi đầu anh Trung vô đây là anh Trung thấy nó có cái mùi giống như là mùi người chết hả? Lúc mà tới đây á, từ bên ngoài á, nghe được cái mùi giống như là xác chết. Không có xác định rõ là trong đây xác chết của con gì hay là cái gì, nhưng mà cái mùi nó rất là nặng luôn. Cái mùi nặng đến mức mà anh nghĩ tới là giống như trong đây có người chết bởi vì không có phát hiện đó. Tại vì mấy khu nhà hoang ở Mỹ này thì Lân cũng biết rồi đó, là có nhiều cái như là mình không có biết được, homeless hay là drug dealer định đi vô trong đây thì nó xảy ra mấy cái án mạng hay gì đó mà người ta không phát hiện, cho nên nó có cái mùi hơi nặng, rất là nặng luôn. Đúng rồi, nãy giờ em cũng nghe được những cái mùi nó hôi nè. Đây có một cái dấu hiệu nè, ngôi sao nè. Dấu hiệu này có thể là dễ bị hiểu lầm nha, là dấu hiệu của quỷ Satan, nói chung là cầu quỷ Satan. Có mấy cái đứa nhỏ mà tụi nó cái tính linh tụi nó kỳ lạ đó, tụi nó vào đây để tụi nó vẽ một cái dấu hiệu này. Thật sự các bạn, qua cái video này á, mình cũng muốn chia sẻ vài cái câu hỏi các bạn hỏi mình luôn. Comment của một bạn á, gửi mình trên YouTube á, là kêu cầu mình làm về cái vụ án là Son of Sam. Mình không có nhiều thời gian, thành ra mình không có làm được. Nhưng mà qua cái vụ án đó, các bạn hỏi mình rằng á, liệu Son of Sam á, có tham gia vô một cái nghi thức để thờ quỷ Satan hay không? Thực tế á, ở nước Mỹ các bạn có nhiều người thanh thiếu niên á, họ có cái suy nghĩ cực kỳ tiêu cực với cuộc sống. Họ ghét cái thế giới bên ngoài và họ vào những cái nơi như vậy nè để họ làm những cái buổi lễ cầu nguyện. Cái buổi lễ cầu nguyện đó không nhất thiết là họ phải cầu quỷ Satan hay là cầu cái vị thần nào, nhưng mà họ chỉ cầu mong cái bóng tối thôi. Tại vì họ cho rằng cái bóng tối á, nó mang đến sức mạnh. Và những cái chỗ này á, là cái chỗ thích hợp nhất. Tại vì á, các bạn biết á, một cái khách sạn hay là một cái building á, mà lâu ngày á, mà nó bị sập đổ, chứng tỏ là nó không có cái điều may mắn, nó bị người ta chối bỏ. Thành ra cái từ cái chối bỏ đó, nó có một cái connect, một cái kết nối với những thanh thiếu niên họ nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Họ hay chui vào đây để làm mấy cái nghi thức này. Nó là cái dấu hiệu của những người muốn nổi loạn mà họ không tìm được cái chỗ nổi loạn mà họ vào trong đây. Mình thấy nó đốt mấy cái ghế nè, đốt phá nè. Ừ. Đó. Em nghĩ trong đây chắc là buổi tối có người ngủ á. Chứ phải không người ngủ đâu. Nè, rõ ràng là có đốt nè, có lửa đốt nè, có đồ ăn trong đây nè. Có người đến đây vào ban đêm luôn. Bữa đó anh vào đây chưa? Anh gần như là đi hết toàn bộ cái khu ở dưới cái sảnh nè. Ok. Ở đây nó hơi tối. Nè, bật đèn ơi. Bật kia. Đó. Ngồi bên kia coi. Mấy cái chỗ này kỳ lạ ha. Nó em nghĩ là không biết là nó sập bất cứ lúc nào, anh thấy không? Quay lên mấy kênh thấy nè. Đó. Mấy cái dấu hiệu này, cái dấu hiệu là sắp sụp đổ rồi đó. Không biết nó sập lúc nào thôi. Rất là nguy hiểm. Bên đây nè, anh quay bên đây nè. Đó. Mà biết sao chính quyền địa phương họ không có đập nó xuống hay là sửa chữa nó lại ha. Anh thì anh nghĩ là nó cũng có cái lý do gì đó mà nó không có sửa chữa. Chứ em cũng thấy cái này nó rất là lớn. Ừ. Mà tự nhiên lại bỏ một cách hoang phí. Đúng rồi. Ok. Anh thì hay thường đi thích đi khám phá mấy cái chỗ bỏ hoang giống vậy đó. Mà đa phần tới mấy cái chỗ đều có một cái cảm giác sợ. Ok. Tức là bây giờ mình chỉ được ở cái lầu này, mình có được qua chỗ khác không anh? Được, mình cũng mình có thể đi. Nhưng mà mình phải ra ngoài hả? Hay là mình... Không, đi ở trong cũng được. Ở trong cũng có đường đi. Tức là nó có đường đi đúng không? Có đường đi. Ok.
Này cái gì nè, vô thử coi. Nó thông qua chỗ khác hả? Trong đây là mấy cái văn phòng của nó hồi xưa chắc. Ok. Có ai đập đập bể cửa kính nè. Phá nè. Phá đập nát hết. Ừ. Cái này chắc đi ra ngoài đúng không? Dạ, yeah, cái đó là cái đi ra cửa ngoài. Ra ngoài. Ok. Ở đây là cái cửa giống như vô trong cái office hay là cái gì? Ok. Theo những người suy nghĩ bình thường á, Satan á là một cái gì đó rất là ác độc, rất là ma quỷ. Theo cái nhận thức con người bây giờ thì chúng ta cứ tạm thời là cho như vậy đi, ok ha. Tại vì mỗi người tin một cái niềm tin khác nhau mà. Thì mình nói lại một lần nữa, những đứa trẻ hay là những thanh thiếu niên á, họ có một cái tâm lý là ghét thế giới ngoài, thì họ thường vào đây làm những cái lễ cầu nguyện hay là vẽ những hình bậy bạ để thỏa mãn cái sự bục chống đối bùng nổ của họ với thế giới bên ngoài. Như đây coi. Ồ, đây còn ghê hơn nè. Man, chỗ này là khỏi nói rồi. Hồi nãy nói với em á, là do cái vụ tornado đúng không? Nó mới bị như vậy. Tháng 5, ngày 22 năm 2011 thì cái thành phố này nó bị một cái trận tornado mà nó càng quét ra giống như là phá hủy hết toàn bộ, gần như toàn bộ thành phố luôn. Có khoảng gần 2.000 người bị thương, mà trong đó là 117 người là thiệt mạng luôn. Còn cái số lượng nhà mà bị phá hủy là khoảng 8.000 mấy trăm ngôi nhà, mà khoảng 4.000 mấy trăm ngôi nhà là coi như sụp đổ hoàn toàn, còn 3.000 mấy trăm ngôi nhà là như thiệt hại nặng. Okay. Mà cái thành phố này lúc đó là giống như là tan hoang hết luôn, đi đâu là cũng như là chỉ là những cái đống đổ nát thôi. Anh nghĩ cái khách sạn này có phải là một trong những chỗ đó không? Có liên quan đến không? Hay là vì một cái lý do tâm linh kỳ lạ khác mà nó bị như vậy? Hay theo anh là lý do cái tornado đó nó đã biến cái khách sạn này trở thành một cái nơi như vậy vĩnh viễn luôn? Theo anh thì cái tornado nó không có phá hủy được cái khách sạn này đâu, mà cái khách sạn này anh nghĩ nó có một cái vấn đề liên quan tới tâm linh. Tại vì những cái năm 1980-81 cái khách sạn này thuộc dạng là nổi tiếng nhất thành phố này luôn. Rất là nhiều người tới đây ở lại hoặc du lịch. Tại vòng vòng cái thành phố này có rất là nhiều sòng bài, địa điểm vui chơi, người ta rất là thích ở đây. Mà cũng không hiểu tại sao hoạt động một thời gian thì nó bị kinh doanh nó bị đi xuống. Và sau đó người chủ ở đây là giống như phá sản luôn. Không còn duy trì được cái khách sạn này. Mà cái thành phố này nó cố gắng để phục hồi cái khách sạn này rất là nhiều lần luôn, nhưng mà cũng là đều thất bại. Thì cái nguyên nhân sâu xa đó anh không có tìm hiểu được hết. Có nhiều cái câu chuyện mà cái người chủ khách sạn họ không bao giờ muốn nói ra. Vì sao cái khách sạn của mình nó bị như vậy? Để cho dễ bán hơn. Nếu họ nhắm mà họ nói được để bán được thì họ sẽ nói. Giống như những căn nhà ma mà em từng đi trong quá khứ á, mình sẽ không nói các bạn ở đây á, là liệu có ma hay không, hay không có ma. Nhưng mà rõ ràng là những người duy trì những căn nhà ma đó, họ thấy cái tiềm năng của cái chỗ đó, họ mới nói được cái câu chuyện thật ra, rồi bán cho người khác người ta mua, hay là bán vé cho mình đi tham quan, hay là mình ở qua đêm phải trả bao nhiêu tiền. Nhưng đặc biệt những cái chỗ mà abandoned như vậy á, thật sự nha, chỗ này có thể là mình làm một cái chỗ để phiêu lưu, đúng không? Cho mấy người mà hiếu kỳ, họ lấy tiền vé được. Nhưng mà có lẽ là người chủ biết rằng nếu mà cái câu chuyện sự thật kể ra nó quá là ghê sợ đi. Thành ra là người chủ sẽ không bao giờ nói ra. Tùy theo cái mức độ câu chuyện ra sao, càng ghê sợ mà ảnh hưởng đến tính mạng người khác á, cái người chủ sẽ không bao giờ nói ra. Ở đây mấy cái sảnh lớn vậy chắc anh nghĩ là giống như xưa ta tổ chức mấy cái giống như nhìn thấy mấy cái đèn trang trí ở trên như sân khấu rồi hội nghị đâu. Chứng tỏ là hồi xưa ở đây á, chỗ này chắc là có party. Có chén dĩa nè, mà người chủ nhiều khi họ cũng không có quan tâm đến cái tài sản hay là mấy cái chén dĩa bán lại, họ bỏ đi luôn á. Thành nên nó bị rơi rớt như vậy nè, rất là nhiều. Có thể là một phần là bị tornado, phần thứ hai là người chủ họ cũng chả cần quan tâm nữa. Cái chỗ này nó ghê ghê làm sao á, họ bỏ chạy luôn. Thực sự mấy cái dĩa này á, nó mắc tiền, không bẻ tiền đâu. Mấy cái này nó mắc tiền lắm đó. Mấy cái dĩa dài vậy rất là mắc tiền. Hồi xưa anh biết là mấy khách sạn của Mỹ á, mắc tiền á, nó rất quan trọng với cái vấn đề là chén dĩa. Tại vì khi mà anh vô ngồi bàn ăn á, ngoài đồ ăn nó ngon ra, cái chén dĩa nó thể hiện cái đẳng cấp của một khách sạn. Lúc nào cũng vậy trơn á, khách sạn bèo bèo á là chén dĩa nó rất là sơ sài, mà khách sạn mắc tiền á là chén dĩa rất là dày. Cái này hồi xưa là có giá trị lắm đó, mà không biết vì sao người chủ bỏ hoang luôn. Và cũng có rất nhiều homeless ở dưới đây ngủ nè, hay là vẽ bậy trong đây nè, thấy không, chữ quá trời, chữ tục tiểu luôn.
những thanh niên nổi loạn trong đây. Ok, còn chỗ nào khác nữa không anh? Ở đây thì anh khám phá khu vực nhà bếp, rồi mấy khu vực mà giải phòng mà để cho khách ở đó. Đây hả? Nè, tan hoang luôn. Đường ống nước nè. Quay xuống cho bạn coi nè. Hồi chứng tỏ là như vậy, hồi xưa nó cũng từng đã cố gắng sửa chữa, tại vì cái này còn mới. Mấy cái này không phải là năm 1980 mấy đâu. Đúng. Cái này khoảng năm 2000 mấy á. Cái này là còn mới. Còn mới đó, thời đại bây giờ đó mà nó bỏ luôn thấy không? Mấy cái này còn mới hết mà. Mà em vô đây em có nghe cái mùi mà nó hôi, thật sự nó rất là hôi luôn á. Nó hôi. Có hai trường hợp nó xảy ra, một á là có con gì nó chết trong đây. Chắc chắn có con gì nó chết trong đây, lâu ngày rồi người ta không có coi được. Hai là mấy cái đường ống cống ở dưới á, anh thấy không? Nó bị hư hết rồi. Thì nó sẽ có cái mùi hôi lâu ngày. Còn cái thứ ba thì như anh nói á, là có thể là có người chết. Tại vì cái tầng trên là mình lên không có được đúng không? Mình chỉ ở dưới được thôi. Ở dưới thôi, tầng trên lên cũng được nhưng mà cái mức độ sụp hay mấy mức độ hư hỏng của nó đó bị nhiều quá rồi, có thể rất là ảnh hưởng nguy hiểm cho mình nữa. Mình okay. Đi mình không biết lúc nào nó sập hay là cầu thang nó sập một cái là kẹt trên đó luôn. Nè mấy cái này còn mới không nè. Nè. Mới không á. Ok, quay lại luôn đi. Fox đang chỉ cho anh Trung làm YouTube và chia sẻ các bạn luôn. Có lẽ cái đoạn này cái âm thanh không tốt nha, tại mình tắt cái microphone rồi. Thường thường các bạn mình quay những cái chỗ tâm linh á, mình đi một mình á, đôi khi mình cũng phải có một cái trái tim sắt. Tại vì khi mà quay nó chỉ các bạn xong là mình phải có một cái máy thứ hai để mình quay những cái shot rõ ràng nhất. Thành ra đôi khi á, quay xong rồi sợ nha, nhưng mà vẫn phải ngồi lại để bật camera lên. Đó, bắt đầu quay những shot mà mọi người xem nè. Đó, thì lát nữa khi mình nói chuyện á, mình edit á, mình bỏ những cái shot này vô cho mọi người thấy rõ hơn cái câu chuyện. Ok các bạn, mình với lại anh Trung tiến vào một cái phòng cho các bạn nha. Thì mình chia sẻ một câu chuyện nè. Tin không mỗi người tùy nha. Hồi nãy rõ ràng mình với anh Trung có nghe tiếng người nói chuyện đúng không? Yeah. Một tiếng người đàn ông già nói chuyện. Người đàn ông Mỹ á, khoảng chắc khá là già, kiểu nói chuyện như là kiểu mà cái giọng là người nhà quê vậy đó. Mình với anh Trung đi ra ngoài. Tại vì mình rất là sợ vô mấy cái chỗ này gọi là trespassing. Thì phải rất là nặng tiền, mình phải đi ra ngoài liền. Kinh nghiệm của mình đi ấy. Nói mình biết như vậy. Thì tự nhiên giờ mình vô lại á, giọng nó mất tiêu rồi. Không còn giọng người đàn ông nữa. Quê luôn á. Rõ ràng nghe giọng một người đàn ông nha. Cái phòng nè, wow. Ok các bạn, chúng ta sẽ tham quan nhanh gọn và lẹ. Tại vì mình không biết cái giọng của người đàn ông đó là từ đâu ra. Nếu mà là nhân viên của chính phủ hay mở cho tụi mình. Còn nếu mà về vấn đề tâm linh á, thì mình đỡ sợ hơn, nó thiệt luôn. Thà tâm linh nó đỡ sợ hơn là về cái vấn đề mà người dân của chính phủ. Này đúng là ghê rợn luôn ha. Bá đạo luôn á. Ừ. Lần trước anh đi một mình á, mấy cái khu này nè. Anh rất là ớn trong mấy cái hành lang này. Tự nhiên nó để một cái ghế hay là lâu lâu có một cái ghế mình không biết lý do tại sao luôn. Cách đây khoảng vài tháng trước á, em có một người bạn muốn cho em quay một cái condo nhỏ xíu thôi của người chú của nó. Thì hồi xưa á, người chú của nó có cái condo cho một cái bà già vô ở. Bà già này bả không có người thân, bả nuôi con mèo. Đến lúc bả chết luôn á, khoảng vài tháng sau người ta mới biết được. Chết khô trong nhà luôn, nằm trên ghế chết luôn. Rồi cảnh sát đến á, cảnh sát mới đem cái xác bả đi. Nhưng mà cho đến bây giờ cái condo đó bây giờ bỏ luôn, không ai ở hết. Mà lần trước em có ghé qua để quay nhưng bận quá quay không có được. Khi mà vô cái condo đó cũng thấy giày dép quần áo của bả còn giống luôn. Những cái đôi giày, những cái áo của bả hồi trẻ, thậm chí tấm hình của bả thời trẻ vẫn còn. Thậm chí cái ghế nó còn luôn. Căn nhà nó cũng bị vẽ ngoặt mèo rồi đó. Bởi mấy thằng bụi đời đó vô nó phá. Nhưng mà những cái dấu tích của bà ở lại nó còn. Ghê, vô nhà nó ghê lắm. Kinh hồn luôn. Anh biết nguyên cái ghế để trước cái phòng khách luôn mà. Mà bà ngồi trên phòng khách bà chết. Ngồi giữa phòng khách luôn. Kinh vậy. Vô đây mới nhớ lại câu chuyện của bà. Anh đi một mình đây anh cũng gan lắm đó. Anh... Thật sự ra đó, anh cũng rất là sợ. Nhưng mà cái máu khám phá trong con người mình, với lại cộng thêm bây giờ lớn tuổi nè, cái nỗi sợ nó bị phân ra làm hai. Giống như nó chia ra làm hai. Một bên đó là mình tự cho là mình tự nhát mình thôi.
còn một bên đó là mình muốn khám phá, muốn tìm hiểu, muốn vượt qua cái bản thân mình để coi làm sao. Không biết tại sao lúc đó là đi một mình vô. Nhiều khi nghĩ lại ớn lắm chứ. OK các bạn, chúng ta đã đến cái địa điểm thứ hai. Hồi xưa cái chỗ này á, là một cái biệt thự được xây dựng vào năm 1929 của một người rất là giàu có. Các bạn biết cái đó là cái gì không? Đây là chỗ hồi xưa tổ chức cuộc thi hoa hậu của tiểu bang Missouri. Và theo cái tài liệu mình đọc được á, xin lỗi mọi người nha, là vì thời gian quá gấp rút cho video này. Mình đọc được á, là đã có hai hoa hậu đã từng đạt giải ở đây, rồi họ đi tham dự cho những cái cuộc thi hoa hậu khác. Và cái sự nổi tiếng và cái giải thưởng của họ lớn là sao mình không có tìm hiểu được sau đó. Mà bây giờ nó hoang tàn luôn. Ở trong á, nó là cái sòng bài. Các bạn biết hồi xưa đó, để mà mở được một cái sòng bài, thời năm 1930 á, bạn phải là giàu có cỡ nào, bạn phải là thế lực cỡ nào. Và cái người chủ á, đã làm được cái điều này. Mà chúng ta hãy vô cái sòng bài của ông. Đây sòng bài các bạn. Dĩ nhiên bây giờ nó không còn bàn ghế hay là còn những con chip các bạn chơi. Tự nhiên một thời gian sau nó đóng cửa lại. Rồi cái chỗ này nó hoang tàn cho đến bây giờ luôn. Không, có một người mua lại năm 2002. Ông này ông mở một cái nhà hàng. Nhưng mà khi mà ông mở nhà hàng á, ông phải để cái kiến trúc y chang như vậy lại, chứ ông không có thay đổi cái kiến trúc. Những người chủ mà trước đó muốn mua cái chỗ này á, họ muốn thay đổi kiến trúc, nhưng vì một cái xui xẻo hay là một cái tâm linh, họ không thể nào mà họ mua được cái building. Cho đến khi năm 2000, hình như năm 92 đúng không anh? Yeah. Cái một ông người Iran, đúng không? Người Iran, ông quyết định là giữ hết toàn bộ mọi thứ như cũ luôn. Tức là ông chỉ có sơn sửa lại, ông để cái kiến trúc như cũ, theo cái phong thủy mà người chủ đầu tiên họ làm ra. Bất ngờ ông mua được và ông kinh doanh nhà hàng. Cái nhà hàng của ông cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ phát triển. Rồi ổng quyết định là ổng tặng lại cái building này cho thành phố. Rồi người dân thành phố đó, họ muốn đập chỗ này xây dựng kiểu khác. Cuối cùng không được luôn, thất bại luôn. Cho đến bây giờ cái building này là nó bị bỏ hoang. Và cái kiến trúc của nó còn giữ lại y chang như những năm đầu tiên. Dĩ nhiên chúng ta thấy những cái miếng gỗ này á, đều là được sửa lại, được gắn lại rồi. Nhưng mà những gì mà các bạn thấy cái kiến trúc của nó là vẫn như hồi xưa. Tức là cái chỗ này không thể nào mà thay đổi kiến trúc được. Có thể các bạn sửa chữa lại thì được, nhưng mà thay đổi cái cấu trúc thì không có. Rồi các bạn bên kia đó là dành cho những người đại gia các bạn nha. Cực kỳ đại gia. Hồi xưa chỗ này á, là người ta đến đây để người ta tắm cái nước khoáng. Ở tiểu bang Missouri có một cái truyền thuyết mà mình nghĩ là mình đã làm vài cái video rồi. Nó có một cái nguồn nước dưới cái lòng đất, và bạn tắm cái nguồn nước đó vô bạn sẽ khỏi bệnh. Thật hư cái nguồn nước nó ra sao mình không biết được. Mình từng làm một cái video 3-4 năm về trước ấy, về một khách sạn gọi là Em Hotel, cũng về một cái nguồn nước luôn. Cái nguồn nước đó á, nó mang lại nhiều điều kỳ diệu, nhưng đồng thời nó cũng hại người ta. Tại người ta cứ tranh giành giết nhau về cái nguồn nước này. Thậm chí cách đây vài tháng ấy, mình cũng từng làm một cái video có liên quan đến nguồn nước. Thì cái khu vực này nè, nó cũng có một cái nguồn nước đó. Thành ra những người đại gia, những người có tiền bạc á, đã quyết định là đến đây để tắm cái suối nước ở xung quanh cái villa này. Okay. Chỗ này hết vậy anh ha? Hết rồi hả? À, chỗ này thì nó hơi nhỏ, mà cái khu vực ngoài á, phía ngoài là cái hồ bơi. Cái hồ bơi lớn. Phải chứng tỏ một điều rằng á, là cái người ở đây rất giàu có hồi xưa. Những người mà có số tiền máu mặt mới đến đây được. Còn nếu mở nhà hàng thì em nghĩ là nhà hàng cũng cho những khách thượng lưu ăn, chứ không phải người thường đâu. Mà cũng kỳ lạ ha, vậy mà nó bị bỏ hoang luôn. Chúng ta ra ngoài các bạn, đến cái hồ bơi. Nó có hồ bơi luôn nè. Chủ nhân cái ngôi nhà này hồi xưa chắc là cũng khá là số má đó. Các bạn nghĩ coi, đây là một cơ ngơi các bạn nha, chứ không có phải là một cái nhà trọ bình thường đâu. Hồ bơi nằm ở đây hả? Dạ, khu vực đây là hồ bơi. Còn cái mái vòm ở trong đây giống như cái quầy bar cho người bơi tới đó uống rượu ha này kia đó. Ok. Tức là hồ bơi này chắc là nằm dưới đây.
Ok, hồ bơi nằm dưới đây. Còn cái này vòi sen hả ta? Chắc mấy cái đài phun nước á, mấy cái đài phun nước á, giống như trang trí trong cái hồ bơi. Mà cái nguồn nước chắc là cái nguồn nước suối khu vực ở đây nó dẫn vô. Ồ, em hiểu rồi. Mình nếu mà nó xây hồ bơi ở đây là làm sao mà người ta vô được cái quầy bar ta? Mình xuống thử coi. Những cái dạng mà hồ bơi mà có quầy bar chính giữa đó, người ta bơi ra đó rồi người ta ngồi xung quanh cái quầy bar. Người ta uống rượu đồ này kia. Tức là cái hồ bơi này chắc là hồ bơi chắc không phải là cao lắm. Hồ bơi mà thấp thôi, giống như là để người ta cái spa vậy đó. Người ta ngồi người ta tận hưởng rồi vô đây uống nước. Uống ha. Cái này tên gì anh? Building tên gì? Audi hả? Audi. Là người chủ thứ hai đúng không? Là tên người chủ thứ hai. Còn okay. Cái trước đó cái tên của cái khu vực này thì nó anh không có xác định rõ cái tên. Hình như nó gọi là Redding gì đó. Redding gì đó, mình sẽ để sắp thay đổi ở dưới. Dạ. Ok. Ổn ha. Đẹp chứ. Nhìn thử coi. Đúng là không có cái gì tồn tại mãi thời gian các bạn nha. Dù các bạn là triệu phú hay là các bạn là thế nào đi chăng nữa, cái gì nó cũng có một cái mức giới hạn của nó mà thôi.